dài mong chờ ngày hôm nay đến rồi. Lúc em thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa đời anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rồi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho lòng bỗng thấy xôn xao. Ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thiêng liêng đến rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc hòa theo nước mắt em rơi, nụ hôn ấm nồng đặt lên khóe môi. Ngày vui nhất đời anh, ngày vui nhất đời em, trong chiếc thiệp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày vui nhất. Xa xa trong giấc mơ anh vẫn luôn mơ đến ngày vui nhất, và hôm nay bầu trời trong xanh tiếp xinh xinh có tên hai đứa mình, ngàn lời chúc bình an, đôi bàn tay siết chặt, hai chiếc nhẫn kết lại minh chứng cho ngày. rằng em cũng đang chờ đợi ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì rồi nói cho em nghe một câu thôi. Một hai ba năm anh có đánh rơi nhịp nào không? Nếu câu trả lời là có, anh hãy để nôm em ngay đi. Em đã
đã chờ đợi từ anh, giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra? Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh? Hay để chắc chắn anh cứ lắng nghe tim muốn gì, rồi nói cho em nghe một câu thôi. Nào không, nếu câu trả lời là có, anh hãy đến ôm em ngay đi. Em đã chờ đợi từ anh, giây phút ấy cũng lâu lắm rồi. Và dẫu cho mai sau có ra sao thì em vẫn sẽ không hối tiếc vì ngày hôm nay đã nói yêu. Cho dù ta đã mất rất rất lâu để yêu nhau, nhưng chẳng còn gì ý nghĩa nếu như chúng ta không hiểu nhau và muốn quan tâm nhau, phải không anh? Và em xin hứa sẽ mãi mãi yêu một mình anh. Cho dù ngày sau dẫu có nắng hay mưa trên đầu, em chẳng ngại điều gì đâu, chỉ cần chúng ta che chở nhau. Có anh bên em là em yên lòng. Kể từ hôm nay em sẽ chính thức được gọi anh. Chiến người em tựa là anh em mới khỏi phân vân. Vì bụng lang thang bầy gió, trang bị an bang anh có. Chính là em, người mang theo bình yên vào giấc mơ anh mỗi đêm, baby. Yes, sir.
gia đình nhà gái chúng tôi. Lời trước tiên xin được mời quý vị, chúng ta sẽ đến với phần phát biểu của vị đoàn trưởng đại diện cho quý họ của gia đình nhà trai. Xin được có lời giới thiệu về những thành viên. Được sự thống nhất của hai gia đình cũng như hai họ, hôm nay họ nhà trai chúng tôi đến đây để xin phép làm các cái thủ tục trình bày với họ nhà gái, với ông bà nhà gái. Chúng tôi hôm nay về đây á là có mẹ cháu Trung và bác là đầu bà nhà tôi, đầu bà nhà tôi tức là bác cả của cháu Trung, cả nhà tôi đây. Đây là lần chúc của cháu Trung và tôi cảm ơn các bà, cô dì, chú bác và các anh, các chị và cháu Trung có mặt hôm nay đông đủ hôm nay. Thì xin mời các quý ông bà, cô dì, chú bác hãy cùng chứng kiến cho các phần nghi lễ, các cơ trầu được biểu trưng và các phần lễ vật đủ đầy trang trọng mà gia đình quý họ nhà trai mang tới. Để đáp lại những sự thiện chí chân tình cũng như qua lời thưa chuyện thì xin mời tất cả quý vị, quan viên, họ tộc nhà trai sẽ cùng đến với lời thân thương, bộ mặt đáp từ của quan viên quý họ nhà gái. Kính thưa hai họ, tôi đại diện cho họ nhà gái thì xin giới thiệu với họ nhà trai nhé. Đây là bố mẹ sinh ra cháu Thắng, đây là bác mẹ của, tức là chị của mẹ cháu Thắng, đây là bác Minh, đây là bên dòng họ Đàm là chi trưởng bên của nhà, bên nhà Lý Quang, còn lại là các cô, rồi các chú, anh chị em trong nội ngoại đều có đông đủ. Ngày hôm nay thì xin vấn danh với họ nhà trai. Quý vị, chúng ta sẽ vang lên một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để cho buổi nghi lễ ngày hôm nay sẽ mối duyên lành cho Bùi Trung và Đàm Tắm sẽ thành công một cách viên mãn nhất. Được không ạ? Vỗ tay to lên đi ạ. Xin được cảm ơn các quý ông bà rất nhiều, rất trang trọng ở phía bên trong cho các vị khách quý. Bản tiệc một lần nữa xin được mời các quý ông bà, mời các vị thân khách, chúng ta cùng mời nước, mời chầu, mời bánh kẹo. Và thưa quý vị thân mến, như qua đôi lời giới thiệu của hai vị đoàn trưởng đại diện cho đôi bên gia đình thì với sự hiện diện ngày hôm nay rất đông đủ của nội tộc, ngoại tộc, của cô dì chú bác, của thân khách gần xa thì trong nghi lễ cưới hỏi không thể thiếu được một vai trò, một vị trí rất quan trọng, đó chính là người bê chầu cau hay còn gọi là người dẫn lối xe duyên. Hôm nay đây, trong trọng trách của vị sứ giả tình yêu thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với bà, đến với chắc chầu, nghi lễ thủ tục, đó là cơ chầu chạm ngõ vấn danh xem tuổi định ngày lành. Thì hôm nay đây, gia đình nhà trai xin được mang tới phần tang lễ trong phần xe duyên và người dẫn lối chầu cau được sự ủy quyền của quan viên quý họ nhà trai xin được phép xếp những cơ chầu để báo phận nghi lễ đối với gia đình nhà gái. Đối với ông Quang, bà Tâm sẽ liên duyên chồng vợ và sẽ là chiếc cầu nối cho tình thông gia giữa hai họ bốn bên tám bề. Cơ chầu qua nhịp nối hai họ hôm nay đó là cơ chầu dẫn lễ nạp tài. Nếu như cơ chầu đầu tiên, cơ chầu lễ ăn hỏi bàn chuyện nhân duyên, cơ chầu thứ hai, cơ chầu dẫn lễ nạp tài để kết tình thông gia, để tính cáo tổ đường đón nhận dễ hiện dễ thảo, thì với cơ chầu thứ ba để đưa chuyện với quan viên quý họ nhà gái, các cụ ông cụ bà cùng với đấng sinh thành, cùng với gia đình nhà trai, chưa lựa chọn cung ngày giờ tốt nhất
đẹp nhất để đón nhận dâu Hiền, dâu Thảo. Vỗ tay nữa đi ạ. Và thưa quý vị thân mến, chính thức bước vào phần nghi lễ xe duyên. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời đại diện cho phái đoàn của gia đình nhà trai, cũng là người thân thương ngày hôm nay, xin được dâng lên những cơ chầu với gia đình quý họ nhà gái, bà Lê Thị Điểm, mẹ của tân chú rể Bùi Trung. Xin mời bà trở về sân khấu với cơ chầu đầu tiên, cơ chầu lễ hỏi bàn chuyện nhân duyên. Cho hai mẹ sẽ được trao và đón nhận cơ chầu đầu tiên, cơ chầu lễ hỏi. Bởi vì hơn 9 tháng mang con bên mình, các mẹ mong muốn nhất giây phút này đây để các con tìm được tình yêu trong cuộc đời, tình yêu trong hạnh phúc của mình. Và xin được mời đại diện cho quý họ nhà gái đã được sự cho phép ủy quyền của quý họ, xin được mời bà Lê Thanh Đông sẽ cùng trở về sân khấu. Cung giờ lành đã tới, xin mời tất cả quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến cho cơ chầu đầu tiên, cơ chầu lễ hỏi bàn chuyện nhân duyên. Xin mời hai mẹ sẽ cùng trao đón nhận ạ. Vỗ tay to nữa đi ạ. Yêu là cùng nhau chia đôi nỗi buồn, là cùng chung vui phút giây hạnh phúc, dắt nhau đi trên ngày dài. Oh, yêu là cùng chung bước trên con đường. Lấy tình kỷ định duyên cho đôi bạn trẻ với cung ngày giờ đã được đưa ra, đó là lúc 13 giờ thứ 6 ngày 15 tháng 3 năm 2019, tức là ngày 10 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Một lần nữa chúng ta sẽ cùng chúc mừng đi ạ. Mẹ giúp đời, chị em giúp sức cho lứa đôi đẹp tình, hãy hiện diện nơi trân trọng nhất của sân khấu gia đình. Cùng bà sẽ cùng sửa soạn và bước lên khu vực trung tâm sân khấu. Họ nhà gái xin mời quý ông bà Đàm Ngọc Quang và Lê Thanh Tâm, xin mời ông bà sẽ cùng trở về sân khấu. Thực sự của phần chính lễ ngày hôm nay đó là cơ chầu lễ nạp tài qua mối duyên lành của đôi bạn trẻ kết tình thông gia. Xin mời chúng ta cùng chung tay vào đi ạ. Vâng, quý ba mẹ tay cô dâu hãy cùng chung tay vào đi ạ. Và thưa quý vị thân mến, lễ vật ngày hôm nay thì rất trọng, rất sâu, rất đẹp, rất đầy, mà ba mẹ cũng có tuổi rồi, cho nên xin phép những quý họ thân khách cho mâm nào mà ba mẹ nâng lên được không. Với anh hết rồi áo kim áo xanh, bây giờ em đã. Chúng ta một lần nữa sẽ chúc mừng cho tân chú rể, bởi anh sẽ được ba mẹ vợ của mình cùng với quý họ gia đình nhà gái hướng dẫn trở vào phía bên trong thực hiện trách nhiệm và bổn phận nghĩa vụ dâng lễ và dâng hương về tiên tổ tổ tiên. Quý nhau là tấm lòng son, gian nan vẫn giữ vẹn tròn thủy chung. Đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông, đồng lòng tác cạn biển đông. Điểm thêm cho hạnh phúc trăm năm của duyên lành và những phần thủ tục, những phần nghi thức đang và đã được đôi bên gia đình cùng nhau thực hiện một cách trang trọng, một cách thân thương và gần gũi, thành công hơn nữa bởi sự hiện diện chung vui của các quý ông bà, của các vị thân khách. Và bây giờ sau khi đã thực hiện xong phần nghi lễ trong nét đẹp gia đạo, thì xin mời tân lang và tân gia nhân các em hãy đến với từng bàn, đến với từng người để một lần nữa mời chén nước, mời miếng trầu thân thương của ngày đại hỷ.
duyên thắm cao trầu. Thiệp hồng mời về đây có gì chú bác anh em gần xa. Đây đó vang tiếng đàn tiếng ca từng bừng chúc mừng tình ta. Hân hoan một đàn em bé rước mâm khăn hồng khúc khích đùa vui. Trên tay em vòng hoa cưới thắm tươi bên người như hé môi cười. Rồi chú rể cầm tay ân cần trao nhẫn cô dâu thật xinh. Ngựa ô rước dâu sẵn sàng thêm lên kiệu vàng theo chàng về dinh.
Ngày hôm nay anh đã ở đây bước bên cạnh em, cầm tay em giữa lời hát vang mừng ta hạnh phúc. Lòng vui lắm em biết không em, hôm nay anh đã là chú rể, được yêu em và được em yêu còn gì vui bằng. Nhiều năm qua anh đã ước ao có ai kề bên, cùng chia nhau ngọt bùi đắng cay buồn vui cuộc sống. Và em đến như nắng lung linh, em đã cho tim anh rung động, em xua tan những ngày buồn chán cô đơn của anh. Ngày hôm nay anh là chú rể sẽ đeo cho em chiếc nhẫn chân thành, ước mong rằng hai chúng ta không thể xa cách. Hãy cho anh những ngày hạnh phúc và những đứa nhóc ê à nói cười dưới ngôi nhà nhỏ xinh của hai chúng ta. Ngày hôm nay anh là chú rể khẽ hôn đôi môi ấm áp em cười giữa bao người đang chúc cho ta ngày hạnh phúc. Cảm ơn em đã là cô dâu và cảm ơn em vẫn luôn bên cạnh, cầm tay anh đi chung đến cuối cuộc đời. Kính thưa ông bà, xin nghe cháu Tấm. Kính thưa họ nhà gái, hôm nay sự thống nhất của hai họ họ nhà trai chúng tôi hôm nay đến thành phần xin giới thiệu là cũng đầy đủ như những lần trước đây. Xin cảm ơn phần phát biểu của vị đại diện cho phái đoàn sinh dâu của gia đình quý họ nhà trai. Nó danh với họ nhà trai là thêm một số. Đây là chú, tức là cháu Thắm và ông chú là từ Nam Định. Và hôm nay là ngày vui của cháu cho nên là hôm qua chú với lại ông chú là tức là con của chú vừa đứng vào đây ngoài Nam Định. Hôm nay đây, nếu như quan viên quý họ nhà trai đã đến với những thành viên đại diện cho họ tộc thì gia đình quý họ nhà gái cũng rất đông đủ với sự hiện diện của đội ngoại, với sự tham dự chung vui của các vị khách quý, bà con khu phố thân thương cho tình yêu, cho hạnh phúc trăm năm của đôi bạn trẻ tại hôn trường tư gia của gia đình nhà trai. Một tràng vỗ tay thật lớn để chúc cho chương trình của lễ hôn thùy sẽ được thành công vang dội. Cho phần ra mắt trở lại của tân chú rể Bùi Trung, xin mời anh tới trong tình yêu của mình. Nào, hãy ra mắt quan viên quý họ, xin mời tân chú rể. Xin nhờ quý ông bà sẽ cùng trở về khu vực sắp các quý cao niên. Thì xin mời ông bà, xin mời đại gia đình đôi bên qua những người đại diện. Chúng ta sẽ cùng chào đón nhận cơi trầu lễ thân nghinh. Cơi trầu xin đón nhận dâu Hiền, dâu Bảo, xin mời. Vỗ tay đi ạ. Rất tuyệt vời. Bà Vũ Hoàng rất... Em hôm nay là cô dâu, không ai vui bằng em đâu. Ngắm chiếc nhẫn trên tay sẽ theo em qua tháng ngày. Người yêu của em là anh đó, sẽ không ai thay thế được. Em đang mơ về một ngôi nhà đầy che thơ. Mong mơ của em chẳng to lắm, được ngồi bên anh vào mỗi tối và được thức dậy cùng anh mỗi khi bình minh lên. Rồi mình có những đứa con trai dễ thương giống bố, còn con gái thì đáng yêu giống em. Ngày hôm nay em thật hạnh phúc, được làm cô dâu của anh nhau. Mình cùng người yêu mai sau hiểu rất tình yêu của bố dành cho con là một tình yêu để con tự tin vững bước để đến với tình yêu và hạnh phúc mà con đã chọn lựa. Xin mời. Và thưa quý vị thân mến,
Xin quý vị vang lên một tràng tay thật lớn để chúng ta cùng đón chào với sự trở ra sân khấu của Tân Cô Dâu Đàm Thắm. Xin mời hãy đưa con gái của mình trở ra với tình yêu, với hạnh phúc của con trẻ. Ba là người đàn ông đầu tiên để dìu dắt những bước chân con chập chững bước đi, thì hôm nay đây ba cũng là người đầu tiên để mang tới với hạnh phúc, với tình yêu cho con trẻ. Một tràng tay vang dội lên đi ạ. Lời cầu chúc yêu thương của ba dành tới cho các con của mình, và tiến đoán lại sân khấu đi ạ. Vâng, thưa quý vị thân mến, ba mẹ cầu chúc cho các con duyên lành, hạnh phúc trăm năm, nghĩa vợ tình chồng ngàn năm viên mãn. Và thưa quý vị thân mến, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng chứng kiến cho những yêu thương, những tình cảm mà bây giờ ba mẹ sẽ dành tới cho các con là những món quà kỷ vật trong nét đẹp mỹ tục của gia phong. Bởi vì vàng tùy duyên bất biến, vạn vật bất rời, cầu mong cho tình yêu của các con là bất diệt, là mãi mãi, là chiếc cầu nối cho tình thông gia của hai họ bốn bên tám bề. Với món quà yêu thương này thì quý vị tuyệt vời, rất rạng rỡ, chuẩn bị quà dành cho các con yêu cũng như những lời chúc mừng. Và nếu như món quà của mẹ là một lời chúc phúc thân thương gần gũi, thì món quà của cha dành tặng tới cho các con là một chiếc nhẫn, một vòng tròn của thiện duyên, một vòng tròn để gợi ca cho hạnh phúc mãi mãi của đứa đôi. Và các con luôn luôn là niềm tự hào của ba mẹ, luôn luôn được đón nhận những yêu thương chân thành của tất cả mọi người, phải không ạ? Vỗ tay đi ạ! Các em của mình với những lời chúc yêu thương. Các bảo tâm cũng muốn khoe với quý vị một ít chút ạ, đó là khối tài sản khổng lồ của mình. Bởi vì các con chính là châu báu ngọc ngào, phải không thưa quý vị? Hôm nay thì và những yêu thương mà gia đình anh trai của cô dâu đang dành tặng tới cho hai em là những món quà kỷ vật. Bên cạnh đó thì cũng xin được cảm ơn đối với gia đình anh trai chị dâu rất nhiều trong suốt những ngày qua đã mang tới cho các em với tất cả những tình cảm, với tất cả những sự chuẩn bị cho buổi hôn lễ, những lễ phù quy một cách trang trọng và tận tương. Giây phút đầu là tìm anh yêu em, khi vừa thấy em anh đã thề với bản thân mình anh sẽ yêu thương em, yêu thật chân tình. Em ấm lòng khi anh đến gần, cầm tay em trao cho em lời nói yêu em, mỉm cười cảm ơn ông trời, cảm ơn đã cho em một tình yêu rất tươi. Sống cho mai sau thế giới ra làm sao, vẫn mong cho hai ta hoài có nhau, dù đi đâu về đâu vẫn có một thứ ăn, chúng ta sẽ yêu nhau đến bạc đầu, sẽ yêu thương em chỉ có em mà thôi. Nằm lại tay anh đi, mình sánh đôi đèo cao hay biển khơi, sóng gió vẫn thế thôi, anh sẽ đi bên em đến trọn đời. Món quà đến từ gia đình quý họ nhà trai đó là gì ạ? Xin chính thức được mở ra số 4 tài lộc yêu thương, xin mời với quan viên quý họ nhà gái cùng với khách quý rằng may mắn an lành hạnh phúc này sẽ liên tục được mở ra cho đến khi chương trình của buổi lễ vu quy khép lại, sau đó sẽ được vốn trao tay cho đôi bạn trẻ cũng đã đồng lòng chung tay để góp vào đó những đồng to, đồng lớn, đồng bé trong số 4 tài lộc an lành. Cầu chúc cho tình duyên viên mãn, cầu chúc cho những bước chân của các bạn xây dựng tương lai sẽ ngày một lớn mạnh hơn nữa. Và xin mời mẹ của Tân Cô Dâu và sẽ được sự ủy quyền. Vâng ạ. Rất tuyệt vời, quà của tất cả chúng ta. Cảm ơn rất nhiều.
say làm tôi khát khao, trao nhau tin yêu ngọt ngào. Sao đôi ta cứ hoài ngập ngừng khi đôi tim dùng tiếng yêu thương. Đừng ngại chi vì từ bấy lâu lòng thầm mơ được sánh đôi. Dẫu có nắng hay mưa mai sau dòng đời cuốn xoay, lắm lúc đôi ta giận hờn mang bao lỗi lầm. Dù mai sau mình ra nua thì tình anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Sẽ mãi chia chia cho em một đời về sau, mãi vẫn tin cho em một bờ vai ấm êm. Khi em yêu lòng, khi em mỏi mệt, anh vẫn mãi mãi không đổi rời. Nhà gái, tài lịch cô dâu chú rể gửi tới tất cả quý vị lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất. Cho phép ban tổ chức cùng với cô dâu chú rể xin được gửi tới tất cả quý vị lời kính chúc sức khỏe và lời chào mừng trân trọng nhất. Kính thưa quý vị, và ngọn lửa tình yêu đã được chính thức thắp sáng tại khuôn viên sân khấu cử lễ. Đây chính là dấu hiệu của ngày chung đôi đầu tiên, ngày hạnh phúc đầu tiên của chú rể Bùi Trung và cô dâu Đàm Thắm. Xin được cảm ơn sự ủng hộ, chứng kiến sự yêu thương của toàn thể quý vị. Còn ngay bây giờ, mời cô dâu chú rể cùng mời tiệc ngọt để đến với một tình cảm chân thành với tiếng hát của nữ ca sĩ An Phương
và nữ ca sĩ Thu Hồng. Xin mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Sự chứng kiến của ông bà bố mẹ hai bên, trước sự ủng hộ chung vui của toàn thể quan khách, cô dâu và chú rể họ sẽ trao cho nhau lời đính ước trăm năm qua phần nghi lễ trao nhẫn thành hôn. Xin mời, tượng trưng cho tình nghĩa vợ chồng sắc son và vững bền. Để bắt đầu từ ngày hôm nay, chú rể Bùi Trung sẽ là người chồng luôn yêu thương, luôn che chở và bảo vệ Đàm Thắm suốt đời, và ngược lại Đàm Thắm cũng sẽ dành cho Bùi Trung lời đính ước trăm năm. Để bắt đầu từ ngày hôm nay, Đàm Thắm sẽ là vợ luôn yêu thương, luôn luôn bên cạnh Bùi Trung, cho dù là những lúc hạnh phúc hay là những lúc khổ đau. Và chắc chắn rồi, ngày hôm nay trở đi, hai trái tim, hai tâm hồn sẽ cùng hòa hợp, sẽ cùng đồng điệu, họ sẽ cùng nắm tay để vượt qua tất cả những sóng gió trong gai trở ngại của cuộc sống này. Và họ xứng đáng được đón nhận một trao pháo tay lớn của toàn thể mọi người đang có mặt tại khán phòng ạ. Vô cùng trang trọng và thiêng liêng đối với cuộc đời của cô dâu và chú rể. Và tiếp nối chương trình, xin mời anh chị hãy hướng về với thắp bánh kẹt tình yêu. Anh chị sẽ cùng chung tay cắt bánh chung cô dâu Đàm Thắm. Họ sẽ cùng chung nhau cắt bánh kẹt tình yêu. Mỗi một cung bậc của cảm xúc, mỗi một thăng trầm của tình yêu, họ sẽ cùng nắm tay để vượt qua. Và ngày hôm nay, chúng tôi xin được chúc cho cô dâu và chú rể sẽ luôn luôn vững tay chèo lái để cùng nhau vượt qua tất cả những sóng gió trong gai, để cùng nhau hướng tới một con đường hạnh phúc. Ngày ta sánh đôi, hạnh phúc nói cười, chỉ mong thế thôi. Đến tận cuối cùng, từng giây phút trôi, ánh mắt rạng ngời, cầm tay bước đi, tiếng yêu cất lời. Và anh cảm ơn cuộc đời này đã mang em về bên mình, để rồi mỗi sớm mai khi thức dậy, anh nói rằng hãy yêu anh và bên anh người nhé. Nắm tay anh thật chặt, giữ tay anh thật lâu, hứa với anh một câu sẽ đi trọn tới cuối con đường, đến khi tim ngừng đập và đôi chân ngừng đi thì em yêu ơi xin em hãy cứ tin. Nghĩa mở tình chồng vô thể nhân ái, một trăm anh yêu của tâm này quý vị quan khách, để chúng ta chúc mừng ạ. Xin được chúc mừng Bùi Trung và Đàm Thắm
với những buổi nghi lễ hiện đại đã được diễn ra một cách trang trọng và thành công. Và cho tới thời điểm hiện tại thì chưa biết Hoàng Anh với vai trò là người dẫn chương trình đã có thể trịnh trọng tuyên bố phần lễ thành hôn đã được diễn ra một cách thành công. Làm vợ của anh và cô ấy sẽ là người phụ nữ hy sinh cho anh rất nhiều. Và đối với mỗi một người đàn ông, người vợ hoặc người bạn gái là một nửa thế giới yêu thương. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi muốn chú rể hãy xem cô dâu là cả thế giới, được không ạ? Anh hãy hướng về với cô dâu, hãy dang rộng bờ vai và vòng tay ôm thật chặt cô ấy vào lòng giống như ôm cả thế giới vào tim mình. Một tràng lên nhớ của tất cả quý vị ạ. Rất là tuyệt vời, xin được chúc mừng anh chị. Còn ngay bây giờ, mời anh chị ngồi lại thắm và sẽ đi sâu vào trái tim của tất cả chúng ta. Bắt tay chào đón nam ca sĩ Khánh Sơn. Chúc cho Bùi Trung và Đàm Thắm trăm năm hạnh phúc. Và thay cho cái lời muốn chúc đó thì bây giờ đây Khánh Sơn xin dành tặng tới hai nhân vật chính của chúng ta, chú rể và cô dâu, cũng như tới tất cả quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng đến với một nhạc phẩm rất là nổi tiếng nằm trong sáng tác của nhạc sĩ Vũ Quốc Việt, nói về tình chồng nghĩa vợ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Thương Lắm Mình Ơi và cùng đón nhận tình cảm này bằng một tràng pháo vỗ tay. Thank you.
tới toàn sẽ đặt công ơn sinh thành của bố mẹ và sự vun vén ủng hộ của hai bên gia đình. Ngay bây giờ sẽ là khoảnh khắc để chúng tôi mời cô dâu chú rể anh chị sẽ đứng lên để đón nhận những món quà sự quan tâm đến từ phía hai gia đình đàn trai nhà gái được hạnh phúc, được bình an. Và ngày hôm nay là sự kiện lớn nhất cuộc đời của hai con Bùi Trung và Đàm Thắm. Mẹ dành những sự yêu thương đặc biệt nhất, những món quà trang trọng nhất để dành tặng cho hai con thân yêu. Xin được đội ơn mẹ rất nhiều với những công ơn trời biển mà mẹ dành cho các con. Chúc mẹ luôn luôn mạnh khỏe, một đời an nhiên, để mẹ xem mãi là điểm tựa tinh thần thật lớn đối với cuộc sống của các con sau này. Anh trai và chị dâu cả cùng với các cháu sẽ dành những món quà trang trọng, những tình cảm đặc biệt ý nghĩa để dành tặng tới cô dâu và chú rể. Thân mến, gia đình anh trai cả, anh trai chị dâu cùng với các cháu đang cùng trở về sân khấu với những tình cảm vô cùng đặc biệt để dành tặng cho các em. Xin cảm ơn anh chị, cảm ơn cháu và chúc cho gia đình anh chị sẽ luôn may mắn, nhiều sức khỏe. Sau món quà của gia đình chị Phương, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sẽ là tình cảm của gia đình anh Phong. Để dành tặng cho cô dâu và chú rể. Xin được cảm ơn món quà của gia đình anh Phong cùng với chị dâu và các cháu với những món quà trang trọng ý nghĩa để dành tặng cho hai em, dành tặng cho chú thím. Xin cảm ơn một lần nữa. Và tiếp theo sẽ là lúc ban tổ chức trân trọng giới thiệu tình cảm, món quà sự quan tâm của gia đình anh Quang. Những người thân trong gia đình gửi trao cho cô dâu chú rể đó là những ánh mắt, những nụ cười, những cử chỉ thân thương, những lời chúc chân thành và tốt đẹp. Và bên cạnh đó không có quên là những món quà rất trang trọng và ý nghĩa. Xin được cảm ơn món quà của gia đình anh Trang, gia đình chị Phương, gia đình anh Phong và gia đình anh Quang. Sẽ trở về sân khấu với những món quà trang trọng và ý nghĩa để dành tặng cho cô dâu và chú rể. Wow, lại cả thêm một thiên thần bé nhỏ của gia đình ta nữa cũng trở về sân khấu. Và thiên thần nhỏ này chắc chắn là phải gọi chú rể Bùi Trung là ông rồi đúng không ạ? Cảm ơn gia đình của hai cháu đã cùng trở về sân khấu để chúc mừng người đã cùng có mặt tại hội trường. Chúng ta sẽ dành tới cô dâu chú rể một lời chúc tốt đẹp nữa. Chúc họ sẽ mãi thương yêu nhau, luôn hạnh. Của cổ nhân đó chính là vợ chồng nghĩa nặng tình sâu, thương nhau cho đến bắt đầu vẫn thương. Và một tràng tay nhiệt của toàn thể quý vị ạ. Chúng ta cùng chúc mừng cơ dâu và chú rể. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và cho tới thời điểm này thì buổi lễ thành hôn đã được diễn ra rất trang trọng và rất thành công. Chúng tôi xin thay lời cho gia đình nhà trai gửi lời cảm ơn đặc biệt đối với nhà gái trong suốt thời gian vừa qua đã tạo một điều kiện thuận lợi để nhà trai thực hiện các bước lễ nghi thành công. Chúng tôi xin được thay lời hai gia đình, thay lời cơ dâu chú rể gửi tới tất cả quan khách, khách quý, các tổ chức, bằng hữu thân tình, bạn bè đồng nghiệp của cô dâu chú rể, bà con lối xóm đã dành thời gian trở về đây để tham dự buổi lễ long trọng này. Xin mời anh chị hãy nắm tay nhau ạ và cùng gửi một cái cúi đầu thay lời nói tạm biệt và cảm ơn tất cả mọi người. 3, 2, 1, mời anh chị cúi đầu và chúng tôi xin được tuyên bố khép lại buổi lễ thành hôn tại đây. Vì em làm thơ tình ơi, anh sẽ gom mây kết hình lâu đài, đợi chờ một đêm trăng nào tới, đợi chiều vàng hôn trên làn tóc, đợi một lần không gian đổi mới đón hai đứa chúng ta mà thôi. Tình tú trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đèn.
hoàng hậu về cáo sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Em ơi lâu đài tình ái đó chắc không có trên trần gian, anh đưa em vào bằng tiếng hát chắp đôi cánh nhung thiên thần. Em ơi lâu đài tình ái đó sáng trong ánh tinh cầu xa, cho nên cho dù ngàn năm qua con vẫn vương đôi hồn hoa. Anh kết lầu hoa bằng thơ tình ai, cho mắt em xanh đến tận muôn đời. Chuyện tình mình chưa nghe lừa dối, lời hẹn đầu chưa đi vào tôi, thì lâu đài mang tên tình ái đón hai đứa chúng ta mà thôi. Trời cao thành vương miền xa, khai lễ đăng quang vũ trụ trong đêm. Hoàng hậu về cao sang quyền quý, đẹp nụ cười quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên.